Tình hình là ok không? Ôi, 20,9 tiền rồi. Ôi trời, được quá nhờ. Ok nhá. Rồi, anh em lại có clip xem để vui rồi. Anh em lên ủng hộ kênh Vũ Thế Anh là anh nói luôn đấy. Ở đây nhá, anh em mình chơi, anh em mình làm YouTube, anh em mình làm tất cả mọi thứ, anh em ủng hộ nhau. Anh em không có kích đả kích để các kiểu cả. Anh em phải chưa? Anh em đã làm kênh YouTube là cần phải có người xem, tôi nói luôn thế đi vẹn. Chứ còn ông bảo là em làm kênh YouTube để đam mê, không có. Đã làm kênh YouTube là để có người xem và anh em vào ủng hộ thì ủng hộ, mà lỡ là lên phường thì cũng phải lên phường. Đấy là cái công việc, đấy là cái việc của các ông. Tôi nói các ông biết là như thế. Ổ khóa sáu cạnh là nó rơi vào tầm khoảng trên 100.000, ok chưa? Tôi nói nhá, đây là kênh YouTube này, anh em muốn có người xem thì anh sẽ reaction và anh sẽ đẩy kênh lên cho anh em đó. Nhạc bé anh ơi. Và nếu như mà anh em lên phường, lỡ mà lên phường thì anh em phải chấp nhận, tại vì anh em đã có kênh YouTube rồi đúng không? Mà đã làm kênh YouTube thì là phải có ấy thôi. Đã làm kênh YouTube thì anh em phải 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 có lượt xem thôi đấy, phải chấp nhận. Anh cũng bị lên phường rồi, anh với anh Giang cũng bị lên phường rồi, anh em cứ cho thông cảm. Cảm phải lộ luôn thì anh hay đấy. Anh em lên đăng ký kênh Vũ của Vũ Giang nào, xem các bạn xem các ông đi đua nha. Nào, bỏ qua về cái mặt mũi của ông ấy nhá, các ông mặt cho mặt cái giấy rồi tôi nói không biết đấy. tối mà ngủ lại để À, không làm vlog đi xem đua đúng đoàn chùa đang không? Các ông làm nhà vlog đi đi đua đúng không? về Không mặt mình mũi của ông đâu đâu ít thôi, tôi nói thật các ông. luôn luôn Đấy 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 hào biểu ạ, biết là không có thế thôi đúng không? Anh cần phải nói anh không phải bé, anh vừa lớn tuổi những con hải nha. Rồi bây giờ cái yêu cầu của anh em này là những con hải đi mẹ mày ra cái mặt thằng đầu bùa đấy. À thôi nhá, đây là những con hải này nhờn. Nhân luôn nó lại ở đây tôi nói ông biết là gì.